À, xin lỗi mà, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình hay Pokemon này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để nâng cái coin 3 của mình lên thành coin 7 và coin 5 nha. Thì mình đã làm thành công rồi này. Để lúc đầu máy mình là coin 3 2330M là 2,3 GHz, mà bây giờ mình nâng lên thành 2520M, 2,4 GHz nha các bạn. Đó, mà mình sẽ không mua chip gì hết. Đầu tiên thì các bạn bấm nút cửa sổ Windows và Enter kết hợp cho mình. Đó, nó ra như vậy thì các bạn bấm gì ghê this trong e xem nha các bạn. Và sau đó thì đầu tiên là các bạn đọc cái này trước, bạn đổi thành cái chip nào mà các bạn thích. Mình thích Core i5 hơn nên là mình đổi thành Core i5 2520M, rồi các bạn nhấn ok là ngon đấy. Nhưng mà phải đúng cái mã số ở đằng C, mà CPU đầu tiên đàng hoàng các bạn, và tôi kho TM hay là G luôn nha các bạn. Đó, và những bạn nào dùng kho hai dual á thì các bạn lên mạng các bạn search kho năm đời thứ mấy mà các bạn đang dùng đó. Đó, và phải đúng cái đời của nó nha. Mình là kho ba đời 2 thì nâng lên kho 5 đời 2. Đó. Và mình đã thành công, và ba cái này cũng vậy nha các bạn. Mình là 4 nhân 4 x 4 luôn. Kho ba của mình là 4 x 4 4 luôn luôn các bạn. Đó cũng khá là mạnh đấy, chơi game hơi bị ngon đấy các bạn. Mà tới điều là mình đang xài cái kẹt GTX 920MX nên là nó hơi yếu các bạn, thông cảm cho mình. Ok, thì các bạn thấy hay các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Và nếu mà các bạn muốn kiểm tra lại thì các bạn bấm vào Computer một lần, rồi sau đó các bạn bấm vào Prepare đấy, và các bạn kiểm tra lại. Nếu mà đúng như vậy là các bạn đã làm thành công giống như mình đó. Và các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nhé, và nhớ chia sẻ comment bên dưới cho mình luôn nhé. Bye bye.